Có ai chốt được cây nào chưa? Chưa anh ạ. Cây này cái gì anh? Vối đúng không? Vối. Đây bạn đang livestream bán hàng trực tiếp đây. Bây giờ có những một số cây để bà con chở ra chợ đây này. Giờ thì hôm nay thì mình ra thì thời điểm này thì xem mấy giờ đây. 16:47. 16:47. Vâng, xin chào các bác yêu cây cảnh nhé. Và hôm nay mình lại trở lại chỗ chợ phơi cây cảnh ở địa chỉ Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang để chia sẻ cho các bác yêu những phơi cây cảnh tại chợ đây. Và đây gọi là chợ phơi cây cảnh giá rẻ. Và hôm qua thì mình cũng bận thì mình không ghi hình được chia sẻ cho các bác xem được. Và hôm nay mình lại trở lại chợ cây này để xem chợ cây hôm nay còn nhiều cây hay không. Và ở đây thì trước mắt các bạn thì có một số người đang xem cây gì tôi mỏi. Ôi dồi. Trời mỏi này. Và cây này cây trời mỏi này. To ghê đấy, mấy cục đi cơ. 50 cây đấy em. Trời. Cây 50. Ở đây này giờ này bà con đi ra khá nhiều đây. Đấy, bắt đầu tầm tối tối này bởi vì là trời nắng mà dạo này nó trời nắng các bạn ạ. Trời nắng này là bà con sẽ ra chợ muộn hơn. Úi giời. Ghê. Khủng ghê đấy. Đấy, những cây nào ra đẹp đẹp thì người ta đón luôn. Úi dồi. Trời mỏi à? Trời mỏi trâu à? Quá to anh nhỉ? Quá to trời mỏi trâu. Đang lớn. Cái trời mỏi anh đấy làm gì phải? Phải chứ. Hả? Quả có nổi mà phải. Sao loại này nó khác nhỉ? Nó đang lớn. Đây xem nào. Ai dạ, cái là đẹp. Nó lại đấy, đắng. Trời mồi đắng. Chắc là trời mồi trâu. Thế gọi trời mồi trâu. Cái này cái gì đấy hả chú? Hả? Khoảng cách. Không biết là cái gì nhỉ? Phong cách đấy. Phong cách. Cái gì ra gì giống như ngót rừng ấy. Phải ngót rừng không đấy? Đây mấy cây ngót rừng. Ăn lá luôn. 4 cây này toàn ngót rừng, ngót rừng à? Cả hái là chặt rồi. 4 cây toàn ngót rừng. Võng cách kìa, cây võng cách kìa, mình hôm nay nghe thấy tiếng. Cái dòng này lên như kiểu dây dây phải không? Đây dối bà hả? Dối bà dối ông. Cái này quả đắng. Sao đắng đấy nhỉ? Đắng nó phải chua chua chứ sao nó đắng nhỉ? Chưa chín ăn chát. Quả non. Quả này nó. Nhưng mà cái loại quả nhỏ kia vẫn ăn được, nó không chát đâu. Quả nhỏ ăn chua nhưng cái này sao anh chắc? Cho em bao tiền bạc. Cho mọi này. À, chốt rồi à? Chốt chưa chị? Chưa chốt à? Về đào nó không chắc chắn. Cái này ăn được không? Ăn nó chán lắm. Thử rồi, vừa thử rồi.
Đây me. Đây là 400 cái me này. Hai kỳ. Thì không? Thì ấy đâu? 400 hai cây me. Cái me này mà. Hỏi chị kia xem. Me. Và mình sẽ dạo lên trên chợ nha. Vâng, hôm nay thì thấy giờ phút này thì rất là nhiều cây bà con chở ra đây này. Mình sẽ dạo một vòng lên trên này để xem thế nào. Cái mẹ vừa bảo không bán mà. Lít dưới. Một cây đi. Một cây lít dưới. Vâng, đây có những cục ruối. Mình sẽ dạo lên bên trên này để xem thế nào các bạn. Mình thấy dọc dọc khu vực trên này thì buổi chiều hôm nay cũng thấy khá là nhiều cây đấy. Vâng, đây những cây rẻ này. Vâng, đây mình sẽ lên trên này nữa nào. Thấy nhiều lắm, giờ này ra rất là nhiều rồi. Tầm giờ này thì trời râm râm này ra nhiều vào những cái ổi này. Sang sang giàu sang phú quý. Nhiều quá nhiều luôn. Cái này phải cây sang rồi các bác. Nhìn nó giống mà. Căn vằn mọi hôm lên cũng lên mấy hôm rồi, đâm ra cũng biết từng cây. Nhìn cái da nó giống giống. Sang dưới sang, sang dưới, sang dầu dầu sang. Dưới này. Con này bốc thấy bốc tiền các bác ơi. 250. Không đẹp. 250. Cây gì? Cây gì ạ? Hoa giấy rừng. Hoa giấy rừng nó ba nhá. Hoa giấy rừng. Bạn đấy, bạn đang live stream để mua trực tiếp luôn. Đấy, anh em đang live stream đấy. YouTuber này và những cây này đi. Cái này tên nó là gì hả bác? Thanh Mai. Thanh Mai. Thanh Mai Trung Mã. Những cây Thanh Mai. Và những cục cây sang này rất là nhiều này. Cây sang. Vâng, chủ yếu là chơi cây thì có nhiều bác này muốn chơi những cây ruối nhiều, phần lớn như vậy. Vâng, chiều hôm nay giờ này rất là nhiều cây, đông như gọi chợ luôn. Quá nhiều cây giờ phút này. Sang. Rẻ hoa vàng. Rẻ rẻ đắt đắt.
và mình sẽ dạo lên trên này xem có cây nào khủng đẹp thì mình sẽ cây quay chi tiết hơn cho các bác sẽ ngắm nhé. Còn giờ này thì mình đi dạo chợ chơi chút, và các bác muốn mua những cái cây ấy, có thể đến trực tiếp chợ để mua, cái giá nó sẽ rẻ hơn. Hai lít. Cái đây là cái gì? Cái này của bác nào nhỉ? Mai đỏ. Mai anh. Mai đỏ. Cái bè đây nó đẹp này. Anh nhìn thấy bè đây à? Cái chủ đi đâu hết rồi, bán cây thì chủ chẳng không ngồi đấy, không có chủ nào ngồi đấy à? Cây này của bác nào đấy? Cây đấy à? Dưới à? Quả nhá. Cây đẹp nhỉ. Cây này đang ai chốt rồi anh? Mấy cây của ai không cây biết. Cây của bác nào đây nhỉ? Đang giao lưu. Em ơi. Mình rất muốn lấy số điện thoại của anh em đấy mà không biết rồi. Đọc để người ta có thể người ta xem người ta mua hàng. Vừa đấy các bác ạ, giờ thì có rất là nhiều cây nhưng mà các bác mua các bác bán không biết đâu hết. Ôi trời, cây gạo này, củ gạo to đùng này, có những cái gai này. Vâng, buổi chiều đây đoạn này với lại đoạn bên trên còn rất là nhiều nữa. Dưới này gần nước. Trời moài siêu khủng. Và những cái trời moài như thế này rất là to các bác ạ. Mà mình cái hình ở dưới này thì là trời nó hơi nắng một chút thôi. Buổi chiều giờ thì cũng 5 giờ chiều rồi đấy, nhưng mà trời nó vẫn khá là nắng. Các bác có thể đến trực tiếp chợ thì mua nó sẽ rẻ hơn. Đường like nghe, mình đang like ở trên cái gì đấy? TikTok à? Trên TikTok à? TikTok nick là gì để báo cho trên video để người ta vào đấy xem. Minh Vùng Cao anh ạ. Minh Vùng Cao à? Vâng. Kênh em là Minh Vùng Cao anh nhá. Cái TikTok cái gì? Vâng. Có nghĩa hiện tại đang like cái này gì? Vâng. Vâng, quý vị và các bạn xem video mình thấy thì có thể liên hệ với các bạn đang cũng livestream bán hàng trực tiếp nhá. Minh Vùng Cao ở trên TikTok á. Trên TikTok anh em cũng trực tiếp mua cây đây rồi, nếu có thể anh em chốt thì giá nó cũng hợp lý thôi, bởi vì cũng ngay tại chợ này thôi, anh em chỉ mua thêm chút hoa hồng thôi. Anh em cũng like trực tiếp ở trên chợ này thì giá nó cũng sẽ mềm hơn so với lại về like ở nhà. Đây hai bạn này thì cũng đang livestream trực tiếp nhé, các bạn có thể vào TikTok Minh Vùng Cao. Và nó các bác chốt ở trên kia thì bảo luôn thì còn có. Và mọi người nếu mà cứ hay xem những cây cảnh mỗi hôm thì nhớ vào kênh của Xuân Muộn. Và lại nếu mà xem được cái video trên kênh của mình thì có thể mua hàng trực tiếp thì qua cả kênh TikTok của hai bạn đang Minh Vùng Cao này, có thể liên hệ với hai bạn đó có thể mua được cây trực tiếp tại chợ luôn, giá tại chợ luôn. Minh Vùng Cao số điện thoại bao nhiêu, đọc lên hộ cái nào. 03
0362 755 234. Và các bạn xem được video, các bác yêu những cái cảnh này có thể xem được video, với lại nhớ số điện thoại của hai bạn đang live trực tiếp này, có thể liên hệ để mua hàng trực tiếp tại chợ thì giá nó cũng hợp lý. Đó, xem là mình sẽ tiếp tục lên bên trên này. Mình thì thực ra thì nhiều bác thì bảo mình mua hộ những cây này cây kia, nhưng mà mình không có thời gian lắm, kể từng hôm lên để lại có cây nó cũng không vừa ý, nhưng mà là mình cũng không chuyên về cây, đâm ra mình cũng không hiểu lắm, thỉnh thoảng chỉ lên ghi hình và chia sẻ cho các bác biết một chút thôi. Chào em bán nước. Đây em này, hôm nào cũng bán nước để phục vụ các anh đi rừng. Quả gì đấy, ăn được không? Tưởng mận cơ. Tưởng mận thì là xin quả luôn. Đây các bác ạ, cây này thì không biết là cây gì ta. Cái gì? Cái này cái gì anh nhỉ? Không biết. Hay chơi mồi không? Chơi mồi. Cây của mình à? Làm sao? Làm sao? Nhưng mà làm gì? Thế ông không trả lời là sao ông phải đuổi tôi thế? Thì ông không kể cả không nói ra ai biết là cái cây gì đâu. Vâng, đây quán rất là nhiều những cái sang ấy, các bạn. Sang. Bán cá xe à? Cá xe được bao tiền? 600 quả cây nè. Sáu nít cả xe rất rẻ. Đây toàn những cây ruối đó các bạn ạ, những cây ruối lắm. Đa phần ở đây toàn những cây ruối nhiều. Hôm nay thì mình không thấy những các cây ruối nào thế nó đẹp đẹp ở đây, toàn những cái loại bình thường thôi. Mua cây anh. Và những cây này là cây tử đằng hay cây gì đó các bác ạ, hay là hồng đá cái gì đấy. Vâng, xem nào, hôm nay thì chiều nay thì không biết là
có những cái cây nào đẹp không đây, xem nào ở đây thì toàn những cái phôi dối thẳng tầm tầm chung chung. Của chú hết bằng này à? Mày đào nhiều thế à? Dạo này thì dạo này hình như là thấy rẻ lắm nhỉ? Thì dê đâu? Bán được cây nào chưa hả? Được công chưa? Lãi rồi, có lãi rồi. Có lãi rồi hả? Cái có lãi là ok rồi. Giờ mấy cây này không bán được làm củi. Anh bây giờ cũng tạm thời là chưa đun đến. Mùa chắc mùa đông nướng ngô được. Để mùa đông nướng ngô. Anh mua cây không? Có, chưa mua được. Chưa mua được à? Vâng, khá lâu rồi, mấy hôm lâu mới lên chợ thôi. Bị cận à? Hả? Thời trang hay cận? Mang thử. Mang thử. Cái gì đây, thế gì đây, thế gì đây? Và cái này trồng lên thì chắc cũng nếu mà làm được thành phẩm nó cũng khá là đẹp đấy. Có cái dễ nằm nằm chỗ này. Vâng, chiều này hiện tại thì thấy cây ra chợ vẫn rất là đông các bạn ạ. Đấy, dọc dọc hai bên đường người ta cũng mua rất nhiều rồi, tôi lên xe rất nhiều rồi nhưng mà đây vẫn còn nhiều lắm. Sang quay như thế này hôm nay chưa thấy ai không? Của ai? Của ai nhưng mà có hai cây đấy. Lấy mãi bằng chuyền mỏ đá cầm bành về đi. À, có phải đơn giản đâu phải không? Năm lít hai cây á? Đâu, một cây nó rồi lấy cây cao kia. Ờ. Còn 5 lít thì về nó chạy như thế. Cái này 50 nha. Hả? 50.000 cây. Cái này anh làm có nghĩa là... Đã làm thế nào được? Cái này cái gì hả anh Mạc ấy? Cái này tên gì nhỉ? Cúc thường mực á? Mấy mô cả? Năm chục một cây. Rồi sắp tắt đường rồi, sắp tắt đường rồi. Bao nhiêu tiền? Hai cây 400. Siêu phẩm rối mini. Quá đây. Đấy bên nhà đấy. Nhà này chưa thấy chồng. Cái này trồng chậu hay chứ nhỉ? Đứa bé này. Kéo mang gối đầu ấy. Hai lít.
cây to này 2 lít này. Chàm cây to tướng này. Đã mất cây rồi phải không? Trăm nghìn. Này là người người ta gọi là cái gì, thác đổ à? Văn nhân. Hả? Văn nhân. Văn nhân á? Đây gọi thà cái gì anh? Cái bé này anh. Ừ. Bé Vân Nhân. Qua bán. Sáng nay bán cái Vân Nhân đẹp. Ôi giời, trên này vẫn còn này. Lại trở trở lên đây à? Người ta giả được bao nhiêu rồi chứ? Có ai giả không? Có 200 ấy. 200 đi đào mệt quá nhỉ. 200, 200 mà đi đào nghe mệt lắm. Nắng nóng rồi. Và lấy cái chừng mực này. Và cái này thành phẩm rồi, chơi rồi. Đấy, bán đều bọn đấy rồi. Sao nào, xem mà trên này còn nữa không. Úi, những cây này, suối này to đùng. Và hôm nay thì mình thấy những cây ra chợ cũng rất là nhiều, cũng như mỗi hôm thôi. Dạo này thấy cây thì bán không được chạy cho lắm các bạn ạ. Phát lộc phát tài. Rúi. Rúi. Này định bán tầm khoảng bao nhiêu tiền anh? 2.3 triệu. Thành phẩm. Cái này nếu mà nó cứ ra dài mình lại cắt đi kiểu như thế nhỉ? Ờ, tỉa, tỉa, tỉa đi hả? Triệu 2, triệu 3. Cây của anh à? Ừ. Không, đọc số điện thoại đây, nếu người ta xem có thể mình hôm nay chưa bán được thì người ta điện cho có thể mình lại bán được. Và có 0962. 0962. 021. 021. 243. 243. Các bác xem được cái video của mình thì có thể nếu mà hôm nay bác chưa bán được thì có thể liên hệ, là nếu mà bác nào thích kết thì cứ liên hệ theo số điện thoại các bác vừa đọc ấy, thì gặp được chủ nhân những cái cây. Nếu bác chưa bán được thì các bác có thể liên hệ, nếu mà muốn thích thì liên hệ bác ấy, có thể bán lại mua được của bác ấy. Rồi sau này mình sẽ tiếp tục xem những cái số cây khác nữa. Và đây là toàn những cái dưới nhưng mà nó không được đẹp lắm. Đâu xem là mình sẽ trở lại mặt bên này để xem. Ui giời, người ta đã mua đầy xe rồi. Đầy đôi đít xe luôn. Đầy xe. Của mình thôi, của anh à? Ừ. Mỗi hôm mang về có bán được không? À. Hai cái cục nghề bao nhiêu tiền? Hả? 320 cục. 320 cục. Bình vôi. Đấy, chưa? Đấy, đúng rồi, hai cái đầu nó chụm vào nhau nhá. Đi rồi.
cái này lấy kia lấy tiền nhá, không thì ở đây đâu có tiền đâu. Nhá, lấy cái giá. Lên chợ một cái chịu mày chưa. Đến hẹn em mày lên TV. Vâng anh. Cái cây này hình như là bọn nó chỉ cần cắt tỉa đấy, những cái cành một nửa nửa này về làm nó vẫn sống sao ấy. Lông mọc lắm. Thấy rồi bọn nó làm trên mạng. Nó chỉ cần cắt nó mới nửa thôi, xong rồi nó làm nó vẫn sống. Tôi lại tôi mua hai cây này 300 thì về lại tốn mất tiền triệu nữa rồi. Đâu anh như này đây, anh quốc về đấy. Nó mới không chạy. Rồi. Ship về tận nhà hay thế nào, hay là xe của người mua? Ship tận nhà. Thằng này xe ôm đợi sẵn ở đây rồi, mua hắn chở đi thôi. Đêm về này gãi cửa ra thôi. Không cần đâu anh ạ. Ba thằng từ sáng giờ cứ hết 15 lít bia rồi thôi lên đến đây mà. Rồi, vòng với kỹ. Vâng, nó xem nào. Ở đây những cái dưới này thì cũng thế này, bình thường. Và mình sẽ trở lại chỗ đây, ở xe này người ta mua đầy rồi đây kìa. Đó sẽ là mình xem ở cái chỗ này mỗi hôm hay có những cây to để tụ tập đấy, không biết là. Thấy khủng long. Ôi, nắng quá. To lắm, cục này rất to các bạn. Hôm nay giảm giá chưa? Hôm nay giảm giá chưa? Hôm nay 7.8 thôi. Úi giời ơi. Sung này lá nó có to hơn hay chỉ bằng này nhỉ? Cái loại mình cái vấn là cái loại mình ăn đấy phải không? Cây này tầm khoảng bao nhiêu tiền để giao dịch cây này? 2 tạ. Sung túc. À, phát tài cho bán lên một thôi. Hả? Bán cái cây bán sồi đi. Cái 2 triệu thì bán đi. Cái cây 2 triệu phải không? Cây còn tướng này. cây to của ai đấy? Cây to của ai đấy? To thằng bút. Cần cây kia bán chưa? Quái. Đọc số điện thoại lên đây nào. 0822 à? 485238. Vâng, có bác nào thích những cái kiểu như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại để gặp chủ nhân. Các bác có thể dừng video lại xong thì lấy số điện thoại. Làm sao lại kia ốm à? Bạch hầu thì cúm à? Nóng này cúm mà không khỏi cơ.
vẫn nóng này, cái tường cúm lại nó khỏi nhanh lại không khỏi cả. Nếu thế đừng đi lại nữa, ngồi im một chỗ thôi, đi lại ít thôi. Vâng, thì bản thân nên đấy thì hạn chế đi lại thôi, nằm thôi. Ở đây rất là nhiều cây phát lộc phát tài đây. Ui, tầm này chắc là vẫn còn rất là nhiều nha các anh. 120 á? Bởi là 120 á? Đâu sau này mình sẽ trở lại dưới này để xem thế nào các bác nhá. Để xem còn có cây nào nữa không. Chắc hết rồi. Giờ vừa nãy thì thấy ra khá là nhiều, cũng không một số tầm giờ này thì cũng anh em đi chợ, trừ trường hợp là đi xa quá chưa về kịp thì không còn. Mấy hôm thì bà con đi xa này phải cố lấy thì bao nhiêu khá lâu thì mới về đến chợ được. Hả? Xuống dưới là gì đó? Tí quay lên. Để xem còn có cây nào nữa không. Mình thấy quay mặt bên này. Ôi, dọc xuống đây còn thấy nhiều lắm. Vừa nãy mình quay một lượt đây rồi. Bây giờ mình đi một lượt nữa để xem thế nào, có những cái cây nào còn mới ra đây nữa. Những cái này thì mình vừa nãy mình cũng ghi hình qua rồi. Đấy, chắc một số này chắc cũng không bán được hết được. May bán được một nửa số này thì cũng là nhiều rồi. Tầm giờ này thì để cứ đi lại lại này thì chắc họ không mua nữa rồi. Bán được cái nào chưa? Bán được mỗi cây to, cây này nó nghìn lắm. Mỗi một cây thôi. Có công có lãi chưa? Mọi người vừa đấy bao nhiêu người bao vừa xem cây này chưa ra? Rẻ quá, không muốn giao ra. Ở dưới này vẫn còn rất nhiều cơ. Mình sẽ đi một vòng xuống dưới này để xem nào. Xem có cây nào vẫn còn một số cây mới ra nhiều này. Em mở lấy cây một xe luôn. 5 cây, 6 cây gì đấy. Anh. Cây gì đây? Cây này là cây lê rừng nhỉ? Lê rừng. Lê rừng. Thế nên quán bằng này nhỉ? Đúng rồi, bằng nhật. Tầm này. Bằng tay út. Nhỏ hơn. Ăn nó chát ăn được mà. Bốn cây. Không có công. Sợ chạm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tao bảo mang mấy bao đất đi theo để mang bao cho hót đất không bán sao nó khô thế này cây nó thế đấy nên nó thế đấy chả sao cả đâu không phải là cây cái giống nó thế rồi cây mận ấy nó vẫn cứng vẫn cứng. Bà đồng ý lấy 900 nhưng bà lại bán 800 rồi mình sẽ dừng cái video của mình tại đây các bác nha. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình trong buổi chiều ngày hôm nay.